Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 28 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Huyện Phù Cừ bắt đầu thu hoạch lúa xuân năng suất đạt cao. Nhân chuẩn bị khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 18, có phản ánh về công đoàn khu công nghiệp, cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động. Xã Tân Quang, nhiều nhà xưởng lớn xây dựng trên đất nông nghiệp. Ông giáo dùng lương hưu giúp đỡ học sinh nghèo. Nhiều thiết bị điện của người dân xã Hạ Lễ bị chập cháy do sét đánh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Nghị quyết số 791 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Thực hiện nghị quyết số 25 đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đối với công tác dân vận. Các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang tỉnh chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền huy động hàng nghìn ngày công cùng với các địa phương kiên cố 38 km và nâng cấp 19,6 km đường giao thông nông thôn. Ủng hộ xây dựng mới và tu sửa nâng cấp 116 điểm trường mầm non và nhà văn hóa thôn, phong trào thi đua dân vận khéo và xây dựng đơn vị dân vận tốt được triển khai sâu rộng, xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu cá nhân điển hình. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đoàn Văn Hòa đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 25, các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác dân vận, cụ thể hóa công tác dân vận bằng các hoạt động cụ thể, xây dựng các mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, thực hiện công tác dân vận lồng ghép với các phong trào thi đua, cuộc vận động của địa phương. Sáng nay tại huyện Kim Động, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Trần Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện giám sát việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường và công tác bảo vệ môi trường tại làng nghề và các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2018. Tại buổi giám sát, ông Trần Quốc Toàn đánh giá cao một số kết quả nổi bật của huyện như sử dụng vốn sự nghiệp môi trường giải ngân theo đúng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, công tác phối hợp giữa cơ quan chức năng, cơ quan thanh tra trong việc giám sát kiểm tra đối với các doanh nghiệp và địa phương thực hiện tốt. Trong thời gian tới, Ban Kinh tế Ngân sách yêu cầu các ngành chức năng của huyện phối hợp với tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đối với doanh nghiệp và người dân trong việc bảo vệ môi trường, thực hiện tốt giám sát, kiểm tra việc thực hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về môi trường. Đề nghị các doanh nghiệp quan tâm hơn đối với vấn đề xử lý khí thải, nhất là doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất nhựa, nước thải dân sinh cần được quan tâm xử lý hơn gắn với thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trước đó, đoàn đã tiến hành giám sát tại công ty cổ phần Thuận Đức trên địa bàn thị trấn Lương Bằng. Chiều nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 5 năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong tháng 5, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã tăng cường tập trung tuyên truyền các vấn đề về thời sự chính trị và các hoạt động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nội dung tuyên truyền phong phú đa dạng, có nhiều tin bài phản ánh kịp thời những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Thông tin trên báo chí và hoạt động nghề nghiệp của các cơ quan báo chí nhà báo trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, các cơ quan báo đài trong tỉnh cần tiếp tục tăng cường cung cấp thông tin cho tỉnh, giải quyết các vấn đề hiệu quả thiết thực. Các thông tin tuyên truyền phải đảm bảo đúng sự thật, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận của nhân dân, phản ánh phải toàn diện, kịp thời hơn các mặt hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao, an ninh, quốc phòng của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những vấn đề nhiều đại biểu quan tâm thảo luận trong phiên họp sáng ngày 28 tháng 5 liên quan đến báo cáo giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016, đó là việc định giá tài sản doanh nghiệp. Đại biểu chỉ ra nguy cơ thất thoát tài sản nhà nước qua cổ phần hóa do việc định giá trị doanh nghiệp thấp hơn giá trị thực tế. Nhiều giá trị tài sản như thương hiệu doanh nghiệp, lợi thế thị trường, lợi thế độc quyền, giá trị đất đai ở một số vị trí đắc địa không được đánh giá đúng. Có một thực trạng là tài sản nhà nước mua vào thì luôn bị đánh giá lên cao, còn tài sản nhà nước bán ra luôn có xu hướng bị định giá thấp đi. Đại biểu phân tích ba dạng làm thất thoát tài sản nhà nước, đó là kinh doanh kém hiệu quả dẫn đến thua lỗ, làm mất vốn, mua bán tài sản làm thất thoát tài sản và tiền vốn, định giá doanh nghiệp thấp khi cổ phần hóa, dù đã có tổ chức định giá độc lập, đấu giá độc lập nhằm minh bạch hóa mua bán tài sản nhưng vẫn xảy ra tình trạng mua đắt bán rẻ. Thất thoát tài sản nhà nước liên quan rất phổ biến đến đất đai trong thời gian qua khi chuyển đất công thành đất tư không thông qua đấu thầu mà chỉ định giá trực tiếp hoặc xác định giá đất khi cổ phần hóa không thực hiện đúng quy định của luật đất đai mà sử dụng bảng giá do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định làm cho giá thấp hơn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Hiện nay, nông dân huyện Phù Cừ đang khẩn trương thu hoạch những diện tích lúa xuân đã chín, năng suất ước đạt 70 tạ một hecta. Vụ này, huyện Phù Cừ gieo cấy hơn 4.400 hecta lúa xuân, trong đó cơ cấu lúa chất lượng cao chiếm trên 60%. Các giống lúa chủ lực là Bắc Thơm số 7, Nếp Thơm Hương Yên, Thiên Hữu 8, Đại Dương 2. Ngoài ra, huyện còn đưa vào gieo cấy nhiều giống lúa mới cho năng suất chất lượng vượt trội như HN6, N24, N25. Ở các xã Quang Hưng, Đoàn Đào, Phan Xảo Nam, nông dân đang khẩn trương ra đồng thu hoạch những diện tích lúa đã chín. Theo ước tính, năng suất vụ lúa xuân năm nay cao hơn năm trước, ước đạt 70 tạ một hecta. Từ nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài không hoàn lại của các nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn Kankyo Bunseki Kenuso, công ty trách nhiệm hữu hạn Showa SC Center, tập đoàn công nghiệp Honda và cơ quan hợp tác Nhật Bản gọi tắt là JICA, tỉnh Hưng Yên sẽ triển khai thí điểm xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn, phục vụ các khu vực không có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung thông qua chuyển giao kỹ thuật công nghệ Junkaso, Nhật Bản. Dự án được thực hiện trong thời gian 30 tháng tại khu đô thị Eco Park huyện Văn Giang và trường mầm non xã Đình Dù huyện Văn Lâm với tổng kinh phí hơn 900.000 đô la Mỹ. Mục tiêu của dự án là khảo sát nhằm cải thiện chất lượng xử lý nước thải sinh hoạt thông qua việc giới thiệu công nghệ Junkaso và chuyển giao kỹ thuật vận hành bảo dưỡng. Từ đó góp phần đẩy mạnh việc xây dựng luật quy định có liên quan đến xử lý nước thải sinh hoạt, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường. Hiện nay, huyện Yên Mỹ có 3 làng nghề đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 1.200 lao động với mức thu nhập khá. Toàn huyện có trên 300 cơ sở sản xuất trong các làng nghề chế biến lương thực thực phẩm thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, nghề mộc thôn Thụy Lân, xã Thanh Long, nghề làm miến rong thôn Dạ Trạch, xã Yên Phú. Trong đó có gần 100 cơ sở là doanh nghiệp. Để nâng cao tay nghề cũng như tăng khả năng cạnh tranh của các làng nghề, mỗi năm huyện có hàng trăm lao động được tạo việc làm mới trong các cơ sở tiểu làng nghề. Trong đó số lao động được đào tạo và có tay nghề chiếm hơn 50%. Thu nhập của lao động dao động từ 3,5 cho đến 7 triệu đồng một người một tháng. Nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền đến người dân để nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tính đến nay, xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ đã thu được gần 1 tỷ đồng từ xử lý đất xuôi dư xen kẽ. Tính đến cuối năm 2017, xã Minh Phượng đã xử lý được 10 hộ có đất xuôi dư với diện tích là 2.737 m2, thu về cho ngân sách địa phương gần 1 tỷ đồng. Trong đó, một số hộ xử lý được nhiều như hộ ông Bùi Quang Cương 386 m2, thu về 186 triệu đồng. Hộ ông Vũ Trọng Vừng 677 m2, thu về 280 triệu đồng. Hiện nay, xã đang tiếp tục xét duyệt 4 hồ sơ lên cấp trên để tiến hành thẩm định theo quy định. Từ nguồn kinh phí này, xã Minh Phượng đã có thêm nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình công cộng như trường mầm non, các tuyến đường giao thông của xã. Tân Quang là xã có nhiều điểm vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp của huyện Văn Lâm, nhưng việc giải tỏa rất chậm.
toàn xã Tân Quang có 50 trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, 24 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông và 4 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. Tổng diện tích xây dựng trái phép là gần 25.500 m². Các vi phạm gồm xây nhà xưởng, nhà trọ, cửa hàng kinh doanh ăn uống trái phép. Trong đó, 9 nhà xưởng công nghiệp rộng hàng nghìn mét vuông xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhưng chưa được giải tỏa. Để giải tỏa hiệu quả, đòi hỏi địa phương phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để các hộ vi phạm tự tháo dỡ. Đối với các trường hợp cố tình không tháo dỡ, địa phương sẽ thực hiện biện pháp cắt nguồn điện và tổ chức cưỡng chế để trả lại hiện trạng đất nông nghiệp như trước đây. Sau một thời gian ra quân giải tỏa vi phạm hành lang giao thông, theo kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay trên địa bàn huyện Văn Giang, tình trạng lấn chiếm hành lang đường giao thông lại tiếp tục tái diễn. Không còn những vi phạm lớn như cơi nới mái che mái vẩy, nhưng tình trạng chiếm dụng vỉa hè lòng đường để bày bán hàng hóa vẫn tái diễn. Điển hình như điểm chợ xã Nghĩa Trụ, điểm chợ Cóc Cầu Chùa xã Cửu Cao và trung tâm thị trấn Văn Giang. Một số điểm người dân lấn chiếm bán hàng vào giờ cao điểm như đoạn đường đầu cầu mới xã Vĩnh Phúc, điểm chợ xã Tân Tiến, Long Hưng. Điều đáng nói là tình trạng này đã tái diễn sau khi các địa phương ra quân giải tỏa một thời gian ngắn. Với những hoạt động thiết thực và ý nghĩa, những năm qua, các công đoàn trong các khu công nghiệp tỉnh làm tốt vai trò là cầu nối giữa người sử dụng lao động và người lao động trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Hiện các khu công nghiệp tập trung của tỉnh có trên 235 doanh nghiệp hoạt động, tạo việc làm cho trên 46.000 công nhân lao động. Với mục tiêu chăm lo đời sống công nhân lao động hiệu quả, bên cạnh việc đẩy mạnh thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh luôn sâu sát, nắm bắt tình hình đời sống công nhân viên chức lao động ở cơ sở, phối hợp với chủ doanh nghiệp, thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách, giải pháp, đảm bảo an toàn lao động đối với công nhân lao động, đồng thời chủ động đề xuất với các chủ doanh nghiệp giúp đỡ hỗ trợ tạo điều kiện cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn để họ an tâm lao động sản xuất. Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Canon Việt Nam có hơn 1.000 lao động. Ban chấp hành công đoàn là cầu nối giữa người lao động và ban giám đốc công ty. Công ty đã thành lập tổ chức công đoàn từ rất sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho ban chấp hành công ty hoạt động, kết hợp cùng với ban giám đốc công ty giải quyết các vấn đề của người lao động, nhờ đó mà đã tạo được mối quan hệ tốt giữa người lao động và ban giám đốc công ty. Con em trước là cháu bị mắc bệnh tim bẩm sinh, được tổ chức công đoàn quan tâm và hỗ trợ. Cháu giờ đã được mổ và tình trạng sức khỏe của cháu là ổn định. Từ năm 2015 đến nay, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp tổ chức thăm và tặng quà với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng cho trên 1.500 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ xây được một mái ấm công đoàn, đặc biệt thông qua phong trào thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với phong trào thi đua, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Công đoàn các khu công nghiệp đã vận động các doanh nghiệp đóng góp được trên 1 tỷ đồng, xây dựng đường giao thông, nhà trẻ, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng học tập cho các trường học ở các địa phương trong tỉnh. Đi xuống doanh nghiệp thực hiện những nhiệm vụ của tổ chức công đoàn để đảm bảo cái mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp ổn định và phát triển, thì chúng tôi cũng lồng ghép luôn với lại cái vận động người sử dụng lao động tham gia cái chương trình cả nước xây dựng nông thôn mới, tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước. Người lao động thấy được những cái hoạt động đó là rất là ý nghĩa và thiết thực đối với họ, từ đó là họ sẽ tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn. Với nhiều hoạt động ý nghĩa mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên người lao động, góp phần xây dựng tốt quan hệ giữa công nhân lao động và chủ doanh nghiệp vì sự phát triển của doanh nghiệp, nên số lượng công đoàn cơ sở và đoàn viên tham gia tổ chức công đoàn các khu công nghiệp ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã có nhiều người tốt việc tốt được tôn vinh. Tại thôn Bình Cầu, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, cũng có một câu chuyện thật đẹp về vợ chồng ông Đoàn Đình Giáo. 6 năm nay, dùng phần lớn lương hưu xây dựng quỹ học bổng để giúp đỡ nhiều học trò nghèo vượt khó vươn lên. Năm 1990, ông Giáo nghỉ hưu theo chế độ sau một thời gian dài công tác tại Đoàn Địa chất 9E Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh. Trở về quê hương, ông có 10 năm gắn bó với nghề sửa chữa xe đạp tại nhà. Khách hàng của ông Giáo, phần đông là các cháu học sinh.
Điều đáng quý là có nhiều cháu có hoàn cảnh khó khăn mang xe đến sửa, thay chiếc xích, chiếc xăm xe, ông không lấy tiền. Đó là những tháng ngày sức ông còn khỏe. Mấy năm trở lại đây, ông không còn làm công việc sửa xe nữa. Tuy nhiên, đồ nghề sửa xe ông vẫn giữ lại cẩn thận. Ông tâm sự, để đó, nhỡ có ai đến hỏi mượn, còn có đồ cho họ dùng. Muốn giúp các cháu có hoàn cảnh khó khăn, ông dùng phần lớn lương hưu trong số tiền hơn 4 triệu mỗi tháng và tiền các con ông biếu bố mẹ để xây dựng quỹ học bổng Đoàn Đình Giáo, dành tặng các em học sinh nghèo vượt khó của hai trường cấp 1, cấp 2 Quảng Lãng. Ông cháu cũng bảo là tôi trước tôi học ở trường này, mà sau là ba đứa con tôi cũng học ở trường này, thì bây giờ thì vợ chồng mình dành dụng cái tiền ý để ủng hộ cho các cháu hộ nghèo giờ đang cái lúc khó khăn. Vợ chồng tôi coi như là các cháu ở trường cấp 1, cấp 2 cũng như là con cháu trong gia đình nhà tôi. Em Hoàng Ngọc Oanh, học sinh lớp 5 trường tiểu học Quảng Lãng, là một trong số nhiều học trò nghèo được nhận học bổng Đoàn Đình Giáo. Bố mất vì tai nạn giao thông, mọi gánh nặng trang trải cuộc sống dồn hết lên vai mẹ. Thương mẹ, em cố gắng vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan trò giỏi, không phụ lòng kỳ vọng của mọi người. Em được nhận học bổng Đoàn Đình Giáo được 2 lần rồi ạ, và em cảm thấy rất vui. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của ông bà và mẹ. Mấy năm nay, sức khỏe của ông Giáo yếu hơn, con trai út của ông là người đại diện gia đình dự và tặng học bổng, tặng quà cho học sinh trong mỗi dịp khai giảng và tổng kết năm học. Tính đến nay, học bổng Đoàn Đình Giáo đã trao trên 150 suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó với số tiền 500.000 đồng một suất. Năm học 2016-2017, Quỹ Học Bổng cùng với nhà trường tổ chức cho khoảng 90 em học sinh có thành tích học tập tốt tới Lăng Hồ Chủ tịch. Trong dịp tổ chức tổng kết năm học này, Quỹ Học Bổng Đoàn Đình Giáo tặng 70 chiếc cặp, mỗi chiếc trị giá 300.000 đồng để tặng các em học sinh nghèo, cận nghèo học giỏi của hai trường tiểu học và trung học cơ sở Quảng Lãng. Chúng tôi đánh giá đây là một việc làm hết sức là ý nghĩa, tạo động lực cho các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên, mà còn thu hút rất nhiều những em học sinh khác tham gia. Bác Hồ đã từng nói, mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc là một vườn hoa đẹp. Học bổng Đoàn Đình Giáo góp phần nâng bước cho nhiều học trò nghèo đến trường. Vừa qua, tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn, huyện Ân Thi, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức chương trình Lễ trưởng thành khi tôi 18, tri ân thầy cô dành cho các em học sinh khối 12, niên khóa 2015-2018. Lễ trưởng thành khi tôi 18 tri ân thầy cô gồm 2 phần, lời tâm sự của học sinh khối lớp 12 và tuyên bố trưởng thành cho hơn 400 học sinh khối 12 của trường. Lễ tri ân và trưởng thành khi tôi 18 là dịp để các em học sinh khối 12 tri ân cha mẹ và thầy cô sau 12 năm đèn sách. Lễ tri ân và trưởng thành đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời học sinh, cũng là lúc các em ôn lại đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời thắp lên lòng nhiệt huyết tình yêu ước mơ trong tâm hồn và hoài bão của các em, luôn hướng về nơi đã sinh ra và dạy dỗ mình nên người. Tại buổi lễ, các thầy cô giáo cũng gửi những lời chúc tốt đẹp cho các em học sinh, mong muốn các em sẽ có những lựa chọn phù hợp với sở thích và khả năng để tiếp tục hoàn thiện bản thân cả về trí và đức. Nhân dịp này, tỉnh đoàn tặng 10 suất quà cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc của nhà trường. Vào khoảng 19 giờ tối hôm qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kèm theo sấm sét đã làm nhiều thiết bị điện của một số hộ dân xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi bị chập cháy. Do sét đánh trúng cột điện ngay cạnh nhà đã làm chập cháy nhiều thiết bị điện của gia đình anh Trần Đình Thịnh tại thôn 4, bao gồm 2 TV 48 inch, 4 tiếp điện và 2 cổng mạng Wi-Fi. Cùng khu vực trên, gia đình ông Nguyễn Trọng Trung bị hư hỏng một điều hòa và hệ thống thiết bị camera giám sát, ước tính thiệt hại của mỗi gia đình từ 10 triệu đến 15 triệu đồng. Tính sơ bộ, toàn xã có trên chục hộ gia đình như ông Vĩ ở thôn 3, ông Cao, bà Oanh, ông Hạnh, ông Hiệp ở thôn 4 bị chập cháy TV và nhiều thiết bị sử dụng điện khác. Vào hồi 10 giờ ngày 27 tháng 5, tại km số 5 500, quốc lộ 39, khu vực vòng xuyến thuộc địa phận xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. Vào thời gian trên, ô tô đầu kéo biển kiểm soát 29C38187 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 29R01856 đi theo hướng từ quốc lộ 5A về thị trấn Yên Mỹ do Đinh Văn Ước, sinh năm 1987, ở xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định điều khiển.
Khi đến địa điểm trên, ô tô đầu kéo đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 89B1-10078 do ông Phan Đức Cẩn, sinh năm 1958, trú tại thôn Đồng Mỹ, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ điều khiển theo hướng cùng chiều. Sau xe chở vợ là bà Vũ Thị Lan, sinh năm 1961. Do va chạm mạnh, vợ chồng ông Cẩn, bà Lan đã tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Yên Mỹ phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã có mặt khẩn trương phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.